Hồ Ngọc Hà hiện là một trong những mẹ bỉm sữa hot nhất nhì xứ Việt. Cô còn khiến nhiều người suýt xoa vì sớm lấy lại được vóc dáng thon gọn nhanh chóng sau khi sinh cặp đôi Lisa và Leon. Nhiều lần bà mẹ bà con tự tin diện trang phục bó sát gợi cảm khoe body nuột nà. Nhưng vừa hạ sinh hai nhóc tỷ không lâu, thì mới đây Hồ Hà lại khiến cộng đồng mạng dậy lên nghi vấn mang thai lần ba. Cụ thể, trong một khoảnh khắc khi đang bế con gái Lisa trong nhà, nữ ca sĩ lại để lộ vòng bụng lớn bất thường lấp ló sau lớp áo. Nhiều người cho rằng nhìn bụng của cô như đang mang bầu lần nữa. Chính vì đã nhiều lần khỏe vòng eo thon gọn sàn chắc sau khi sinh cặp song sinh nên hình ảnh này của Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng hoang mang. Tuy nhiên, câu trả lời đã lập tức được nhiều chị em bỉm sữa đoán ra. Đó chính xác là do dáng đứng lúc bế con của nữ ca sĩ. Sự thật là khi bế con ở đằng trước thì người Hồ Ngọc Hà sẽ phải ngả về phía đằng sau một chút để tạo tư thế đứa bé dễ dàng hơn. Điều này làm vòng bụng của cô nhô ra phía trước nhiều hơn, do đó vô tình nhìn bụng to hơn rõ rệt. Với những người đã làm mẹ, nhất là những người đang trong giai đoạn phải bế con nhiều thì rất hiểu vấn đề này. Được mệnh danh là nữ hoàng giải trí của Vibix, đời tư của Hồ Ngọc Hà luôn được công chúng quan tâm. Là nữ ca sĩ xinh đẹp, tài năng và nổi tiếng, nên xung quanh mỹ nhân sinh năm 1984 có rất nhiều vệ tinh, nhưng chính vì điều này mà không ít lần nữ ca sĩ gặp thị phi tình ái. Từ một người phụ nữ ghét hôn nhân, Hồ Ngọc Hà có sự thay đổi chóng mặt khi ở bên Kim Lý, nhờ sự chân thành của nam diễn viên, cô đã thay đổi suy nghĩ này. Kim Lý xuất hiện đúng thời điểm, đúng đối tượng mà Hà lựa chọn thời điểm này. Đây là mối quan hệ không tính toán trước, mang lại kết thúc có hậu, mang lại sự bình an cho Hà. Hà chào đón thêm hai thiên thần. Bây giờ Hà trân trọng giây phút này, giây phút mà Hà có nhiều hơn mất từ giờ trở đi. Trong tình cảm, không ai dám khẳng định đây sẽ là người yêu tôi nhất hay chúng tôi sẽ hạnh phúc đến răng lòng đầu bạc. Thế nhưng Hà dám khẳng định giai đoạn này chúng tôi trân trọng nhau nhất. Chừng đấy thôi đã giúp cho Hà vững tâm làm những công việc cảm thấy yên lòng và hạnh phúc với tất cả những gì mình đang có, nữ ca sĩ tâm sự. Nữ hoàng giải trí cũng gác lại những công việc, lịch trình dày đặc, không khao Hà dành nhiều thời gian bên gia đình. Cô không chạy sâu quá nhiều, cố gắng sắp xếp cân bằng giữa công việc và gia đình để có thể ở bên con nhiều nhất có thể, hay cùng người thân tận hưởng những khoảnh khắc đầm ấm, bình yên.